thưa quý vị và các bạn, đây là hình ảnh đang được thành phố Hải Phòng đầu tư mở rộng đường 363 kết nối quận Dương Kinh với huyện Kiến Thụy. Với tổng chiều dài khoảng 5,3 km và tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối với tuyến đường 361, đường tỉnh lộ 363 trên địa bàn huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố, thúc đẩy thu hút đầu tư trong khu vực, nhất là vành đai xanh ven sông Đa Độ. Quy mô dự án gồm xây dựng 5.283 mét đường theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 60 km/h, đoạn qua quận Dương Kinh có chiều dài khoảng 1.083 mét theo tiêu chuẩn đường phố gom, mặt đường 6 làn xe, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Được thiết kế có mặt rộng nền đường 33 mét, mặt đường 6 làn xe rộng 21 mét, giải phân cách giữa 3,5 mét, hè đường trái rộng 5 mét, lề đường bên bờ kênh Hòa Bình rộng 1,5 mét. Các phương tiện lưu thông với tốc độ thiết kế 60 km/h. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước thải, thoát nước mặt, cống ngang đường, hào kỹ thuật, cây xanh, thảm cỏ, rào chắn được xây dựng. Đây là tuyến đường kết nối quan trọng từ các khu vực phía Nam về trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Kiến Thụy, đồng thời góp phần hình thành trục không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, kênh Hòa Bình và sông Đa Độ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Kiến Thụy và thành phố. Đây là hình ảnh đang được thành phố Hải Phòng đầu tư mở rộng đường 363 kết nối quận Dương Kinh với huyện Kiến Thụy. Với tổng chiều dài khoảng 5,3 km và tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối với tuyến đường 361, đường tỉnh lộ 363 trên địa bàn huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố, thúc đẩy thu hút đầu tư trong khu vực, nhất là vành đai xanh ven sông Đa Độ. Quy mô dự án gồm xây dựng 5.283 mét đường theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 60 km/h, đoạn qua quận Dương Kinh có chiều dài khoảng 1.083 mét theo tiêu chuẩn đường phố gom, mặt đường 6 làn xe, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Được thiết kế có mặt rộng nền đường 33 mét, mặt đường 6 làn xe rộng 21 mét, giải phân cách giữa 3,5 mét, hè đường trái rộng 5 mét, lề đường bên bờ kênh Hòa Bình rộng 1,5 mét. Các phương tiện lưu thông với tốc độ thiết kế 60 km/h. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước thải, thoát nước mặt, cống ngang đường, hào kỹ thuật, cây xanh, thảm cỏ, rào chắn được xây dựng. Đây là tuyến đường kết nối quan trọng từ các khu vực phía Nam về trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Kiến Thụy, đồng thời góp phần hình thành trục không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, kênh Hòa Bình và sông Đa Độ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Kiến Thụy và thành phố.
ảnh đang được thành phố Hải Phòng đầu tư mở rộng đường 363 kết nối quận Dương Kinh với huyện Kiến Thụy. Với tổng chiều dài khoảng 5,3 km và tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối với tuyến đường 361, đường tỉnh lộ 363 trên địa bàn huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố, thúc đẩy thu hút đầu tư trong khu vực, nhất là vành đai xanh ven sông Đa Độ. Quy mô dự án gồm xây dựng 5.283 mét đường theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 60 km/h, đoạn qua quận Dương Kinh có chiều dài khoảng 1.083 mét theo tiêu chuẩn đường phố gom, mặt đường 6 làn xe, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Được thiết kế có mặt dựng rộng nền đường 33 mét, mặt đường 6 làn xe rộng 21 mét, giải phân cách giữa 3,5 mét, hè đường trái rộng 5 mét, lề đường bên bờ kênh Hòa Bình rộng 1,5 mét. Các phương tiện lưu thông với tốc độ thiết kế 60 km/h. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước thải, thoát nước mặt, cống ngang đường, hào kỹ thuật, cây xanh, thảm cỏ, rào chắn được xây dựng. Đây là tuyến đường kết nối quan trọng từ các khu vực phía Nam về trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Kiến Thụy, đồng thời góp phần hình thành trục không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, kênh Hòa Bình và sông Đa Độ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Kiến Thụy và thành phố. Thank you.